Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video Phan Anh Business and Marketing Vlog. Đây là các cái video dạng vlog mà công ty PA Marketing và cộng sự của chúng tôi thường xuyên chia sẻ những cái kiến thức, kinh nghiệm về bán hàng, về quảng cáo, về kinh doanh, về marketing, về thương hiệu, về xử lý khủng hoảng truyền thông, vân vân. Và video này hôm nay là quay vào ngày cũng giáp Tết của Tết Dương Lịch rồi. Chúng ta đang bước qua cái thời kỳ Noel và chuẩn bị đón Tết Dương Lịch. Và cái giờ bây giờ thì tôi cho các bạn xem là bây giờ cũng rất là muộn rồi. Theo đồng hồ của tôi bây giờ là 11 giờ rồi. Đó. Thì các anh chị và các bạn thấy là chúng tôi cũng rất là bận rộn những cái dịp cuối năm như thế này, công việc giảng dạy ở trường đại học, công việc viết sách, đi tư vấn, chăm sóc khách hàng vân vân, thì chúng tôi vẫn không quên cái nhiệm vụ đã hứa với các anh chị là thường xuyên hàng tuần là sẽ có các cái video vlog để chia sẻ kinh nghiệm với các anh chị và các bạn. Ok, rồi, để không mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay là đặt ra một câu hỏi là bạn sẽ làm gì khi khách hàng chê sản phẩm đắt? Và họ thường nói rằng là giá, đúng không ạ? Sau đó bạn trả lời cái giá một cái là họ sẽ bảo là đắt, hoặc là bạn sẽ đã xem và không nói gì, đúng không ạ? Ở trên mạng nó có một câu chuyện rất là vui, đấy là gì ạ? Khách hàng thì luôn chê sản phẩm khi mà mua sản phẩm rẻ, và khi mà mua sản phẩm chất lượng thì khách hàng luôn nói về giá bán. Đấy, thì đấy là một cái câu hỏi, một cái câu chuyện rất là vui để muốn nói cho mọi người là thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng thì cũng rất là khó, đúng không? Vậy thì câu hỏi là làm gì khi khách hàng chê đắt, đúng không ạ? Thế thì đầu tiên, lời khuyên đầu tiên đấy là chúng ta cần phải im lặng, lắng nghe và chúng ta ghi nhận ý kiến khách hàng với một cái thái độ hết sức là tôn trọng, cầu thị, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không phản đối, chúng ta sẽ không phản kháng, chúng ta sẽ không nói sẵn vào mặt họ, đúng không ạ? Chúng ta lắng nghe, vâng, gật gù như thế này, ghi chép như thế này. À, vâng, anh chị nói rất là đúng không ạ? Sản phẩm này theo quan điểm của anh chị là đắt, đúng không ạ? Chúng ta đặt những câu hỏi như vậy, chúng ta gật gù, chúng ta ghi nhận, có vẻ như chúng ta đang nghe một cách rất là chăm chú, rất là quan trọng, rất là tôn trọng khách hàng nha. Và chúng ta không được bật lại khách hàng, chúng ta không được nói là ôi cái này không đắt, đúng không ạ, cái này rất là rẻ, thế này thế kia. Sau đó thì chúng ta sẽ đồng tình với quan điểm của khách hàng và chúng ta sẽ sử dụng cái quan điểm của khách hàng để chúng ta giải thích. Và anh chị cảm thấy nó đắt một chút, đúng không ạ? Nhưng mà hãy để em giải thích, hãy để em chứng minh cho anh chị đây là một sản phẩm, đây là một dịch vụ, hay đây là một khoản đầu tư là rất là rẻ, rất là hời, đúng không ạ? Rất là an toàn vì những lý do như sau. Và chúng ta sẽ bắt đầu minh chứng bằng hợp đồng, minh chứng bằng catalog, minh chứng bằng các cái hình ảnh, bằng các cái video, bằng những cái lời lẽ và đặc biệt là những con số để thuyết phục. Con số để thuyết phục là như thế nào? Tức là chúng ta ví dụ như là chúng ta nói rằng là đắt, đúng không ạ? Bây giờ nếu mà các anh chị mua một cái điện thoại đi, nó rẻ, đúng không ạ? Các anh chị dùng một năm nó hỏng, hoặc là trong lúc mà các anh chị dùng nó chậm, nó bực, thì các anh chị đi mất đi bao nhiêu cơ hội, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà các anh chị dùng một cái điện thoại xịn, điện thoại đắt, các anh chị chụp ảnh, các anh chị tiết kiệm được tiền mua máy ảnh, các anh chị quay phim, các anh chị tiết kiệm được tiền mua máy quay phim, đúng không ạ? Các anh chị thao tác bán hàng các thứ trên mạng nó ngon lành cành đào thì các anh chị thấy là nó rất là nhanh và nó đem lại được bao nhiêu cái cơ hội. Hóa ra như thế lại là không đắt, đúng không ạ? Tương tự như thế, đúng không ạ? Mình có thể làm dịch vụ hoặc là mình có thể làm những cái sản phẩm và những cái ngành hàng khác thì chúng ta sẽ luôn luôn nói cho khách hàng và chứng minh cho khách hàng dựa trên quan điểm của khách hàng. Tức là chúng ta nói thẳng luôn là chúng ta không đồng tình. Khách hàng nói là đắt, chúng ta không đồng ý. Nhưng chúng ta cứ vâng, đúng rồi, em xin phép có ý kiến như thế này, em xin phép trao đổi với anh chị một cái khía cạnh khác, em xin phép là chỉ cho anh chị thấy là đây là một khoản đầu tư rất là hời và không hề đắt như anh chị đang nghĩ, đúng không ạ? Nó thế này, nó thế kia, nó sẽ tăng giá, nó sẽ đây là lộ trình nó tăng như thế này và lịch sử nó đã tăng như thế kia, vân vân. Tóm lại là trong cái slide thứ nhất này, tôi muốn nói các bạn là các bạn hãy lắng nghe, các bạn hãy đồng tình, các bạn hãy tôn trọng, các bạn hãy tỏ ra thấu hiểu, có tỏ ra là cái việc mà họ cảm thấy lo lắng về việc giá cao là rất hợp lý, đúng không? Và sau đó thì chúng ta đồng ý với họ, chúng ta sẽ đứng trên quan điểm của họ để nói lên quan điểm của mình.
chúng ta giải thích, chúng ta minh chứng, và tất nhiên chúng ta làm sale thì chúng ta phải rất là chuyên nghiệp, có đầy đủ các bộ sale kit để chúng ta nói và minh chứng cho họ thấy, đúng không ạ? Ok, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ làm cho khách hàng cảm thấy là được xoa dịu, được chăm sóc và được giải tỏa. Thường thường thì đắt, người ta nói là không có cái gì là đắt với người giàu và chẳng có cái gì là rẻ đối với người nghèo. Thế thì chúng ta sẽ minh chứng cho người ta thấy là cái thu nhập của khách hàng cũng như là cái sản phẩm của chúng ta hay cái dịch vụ của chúng ta là nó không cách xa nhau. Những người cùng đẳng cấp với họ cũng đang sử dụng những sản phẩm hoặc là dịch vụ như thế này, hoặc là những cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có những cái sự khác biệt rất lớn. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta phải đồng ý, đồng tình, ghi nhận ý kiến và chúng ta giải thích cho khách hàng hiểu, bởi vì bản chất là chúng ta đang tư vấn bán hàng mà thôi. Họ cảm thấy đắt thì chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy rằng điều đấy là không đắt, đúng không? Chúng ta cũng sẽ đặt ra một số câu hỏi để chúng ta xem được các nguyên nhân là gì. Ví dụ như tại sao anh chị lại cảm thấy đắt? Ví dụ như là anh thấy là mua ở cái nhà này nhà kia thì nó rẻ hơn, người ta so sánh, đúng không? Hay là anh thấy là hôm trước anh hỏi, thế thì nó có thể có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bớt nguyên liệu đi thì sao? Rồi thì thương hiệu của bên em mạnh hơn, bọn em là 30 năm trong kinh nghiệm hay là 15 năm trong kinh nghiệm, nó sẽ khác với một người mới. Rồi bọn em có sao số, rồi bọn em có chứng nhận này, chứng nhận kia. Đó, kiểu như thế. Thì chúng ta phải tìm ra được những nguyên nhân mà chúng ta giải tỏa. Đấy. Hoặc đặc biệt là chúng ta phải so sánh. Thường là khách hàng bao giờ cũng so sánh với các đối thủ và so sánh với chính kinh nghiệm của họ. Thế thì khi đó chúng ta phải đưa ra cho thấy là sản phẩm của chúng ta là rẻ hơn, thậm chí cái mà họ đang tưởng tượng là không đúng. Và so sánh về chất lượng, so sánh về các cái tiêu chuẩn, chúng ta so sánh về những thứ khác. Tất nhiên trong nhiều tình huống chúng ta so sánh kỹ như vậy nhưng mà khách hàng vẫn không đồng tình và chúng ta vẫn có thể mất khách hàng, thì cái chuyện đấy thì cũng không tránh được các bạn nha. Vâng, khách hàng có thể nghi ngờ về cái sản phẩm chúng ta bán, thì chúng ta có thể làm như thế thì tôi nghĩ cũng rất là ok. Đấy, chúng ta sẽ có những cái chiến lược để chuyển bại thành thắng, được chưa ạ? Điều đấy là chúng ta tư vấn, chúng ta chăm sóc và chúng ta theo đuổi khách hàng. Đấy. Và cái lời khuyên số 5, đấy là tôi muốn nói về cái chuyện là chúng ta có thể nói về giá trị và sự khác biệt. Đấy, giá trị và sự khác biệt có nghĩa là như nào? Tức là ví dụ như là nếu như mà các bạn phải làm cho khách hàng cảm thấy nó sản phẩm và dịch vụ của mình nó rẻ hơn. Đúng không ạ? Ví dụ như là mình khác biệt như thế nào? Mình có cái gì mà rất là đặc biệt mà đối thủ không có, đúng không ạ? Và giá trị, mình sẽ nói về giá trị nó đem lại cho người tiêu dùng hay khách hàng đấy là lớn hay nhỏ và có thể đo đếm bằng cái lượng hóa được hay không. Đấy. Và bạn có thể sở hữu những thứ gì mà có thể gắn được với chữ nhất vào hay không. Ví dụ như khách sạn lớn nhất hay là tòa nhà cao nhất hay dịch vụ xa xỉ nhất hay là làm từ nguyên liệu quý hiếm nhất hay là quy trình khắt khe nhất. Đấy. Hay là cái thuốc này là của Thụy Sĩ hay là cái nguyên liệu này. Chúng ta sẽ chọn được một số các cái thông điệp để chúng ta có thể làm cho khách hàng hiểu cái điều đấy. Và đặc biệt là chúng ta cũng nên kết hợp với các cái chương trình quà tặng, chương trình khuyến mại và các dịch vụ khác. Thí dụ như thế này, khi tôi đi du lịch ở Dubai, đúng không ạ? Nếu mà các bạn ở khách sạn 7 sao, thì các bạn thấy đấy, bình thường trên thế giới nó chỉ có khách sạn 5 sao thôi. Thế thì bên này họ xây cái khách sạn 7 sao làm gì có cái chuẩn như vậy, đúng không? Thế thì rõ ràng là khi vượt qua tiêu chuẩn 5 sao, 5 sao nó chỉ quy định có thế này thôi. Nhưng mà tôi làm cao hơn đến mức như thế này thì tôi tự định nghĩa tôi là 7 sao. Đấy, cái Dubai, cái đất nước mà tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ấy, bên này họ làm cái gì cũng phải nhất. Ví dụ như là cái sân trượt tuyết trên băng ở sa mạc, đấy một điều cũng rất là lạ, đúng không ạ? Hay là tòa nhà cao nhất thế giới, hay là khách sạn nhiều sao nhất thế giới. Khách sạn họ xây ở giữa biển, đúng không? Và nếu mà bạn ở một cái phòng VIP ở đó thì các bạn có thể được hưởng một cái dịch vụ là đi trực thăng để mà đưa khách hàng tới khách sạn. Thật ra thì chúng ta cũng có thể đi xe bus, chúng ta cũng có thể đi xe taxi, chúng ta cũng có thể đi xe ô tô con đến. Nhưng mà vì chúng ta ở khách sạn 7 sao nên chúng ta có thể có dịch vụ đi trực thăng hoặc là ngắm trực thăng. Chúng ta combo vào những cái quà tặng có giá trị. Hoặc là khi chúng ta đến phòng khách sạn, đúng không ạ? Thì chúng ta được gọi là có những cái quà chào mừng
Ví dụ như là sâm banh hạng thượng hạng, sô cô la thượng hạng, hay một cái món quà nhỏ gì đấy, rồi thì nước hoa sử dụng thượng hạng, hay là sữa tắm trong phòng cũng thượng hạng, khăn tắm cũng thượng hạng, tóm lại là cái gì cũng cũng thượng hạng, thì lúc này tôi cảm thấy là cái mức giá nó không còn đắt nữa, đúng không ạ? Hay là một cái bữa ăn sáng, một cái bữa ăn trưa, một bữa ăn tối, đầu bếp cũng 5 sao 7 sao người ta mới làm cho mình đó. Thì đấy là cái cách mà chúng ta mà để bán cái sản phẩm đắt, mà chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề là khách hàng chê đắt hay chê rẻ, đúng không? Và cuối cùng là khi khách hàng mà chúng ta vẫn chưa thuyết phục được, thì chúng ta hãy cố gắng bán lần hai, chúng ta hãy theo đuổi họ, chúng ta hãy tư vấn cho họ, chúng ta tiếp tục đeo bám họ một cách rất là chuyên nghiệp, rất là lịch thiệp, chứ không phải chúng ta đeo bám như kiểu như là bán hàng rong ở trên bờ hồ, đúng không? Tức là ví dụ họ chưa mua, họ chưa hiểu thì không có vấn đề gì, tiếp tục làm việc, tiếp tục trò chuyện, tiếp tục tư vấn để cho họ cảm thấy là đấy không phải là vấn đề giá đắt, khi mà các cái lợi ích nó được nhiều hơn. Rồi thì lâu lâu mưa dần thấm lâu, đấy thì cũng là thuộc các cái kỹ luật về sale thôi. Thì tôi cũng có cái bộ khóa học kinh nghiệm sale, tức là đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho những người vua bán hàng, tức là bán hàng như hơi thở, bán hàng theo một cái phong cách là rất là tự nhiên, và bán hàng với một các cái kỹ năng mà rất là chuyên nghiệp dành cho những người mà có thể bán mọi thứ. Thì các bạn, nếu mà các bạn là những người sale offline hoặc sale online, hoặc là những người trực tiếp bán hàng, hoặc là những người giám đốc kinh doanh, thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái chương trình như vậy để nâng cao kỹ năng cho mình. Thì những cái video bài học như này thì nó chỉ là những cái video cụ thể trong một số cái tình huống cụ thể nào đó mà thôi. Và tôi cũng sẽ diễn giải chung chung như vậy. Tôi không thể nói là trong ngành thời trang hay trong ngành du lịch hay trong ngành bán đồ điện tử, điện lạnh hay là trong những ngành cụ thể. Nếu mà các bạn có bất kỳ một câu hỏi gì thì các bạn có thể comment, feedback và trao đổi thông tin với chúng tôi để chúng ta cùng trò chuyện và học hỏi lẫn nhau, được không ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Và nếu mà các bạn thấy có vấn đề gì trao đổi thì các bạn hãy comment, các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể liên hệ với công ty chúng tôi là công ty PA Marketing, hoặc là trực tiếp là giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Tôi là giảng viên đại học 12 năm kinh nghiệm và năm nay là giảng dạy năm thứ 13 rồi đấy ạ. Vâng. Ở website là pamarketing.vn, hoặc là Facebook là PA Marketing, hoặc là Facebook cá nhân của tôi các bạn cũng có thể theo dõi là facebook.com/phananhonline. Các bạn thấy hay thì có thể chia sẻ và sub kênh để chúng ta cùng nhau hỏi lẫn nhau. Chúng tôi làm những cái video này là mục đích là chia sẻ kiến thức, chứ còn không phải là để kiếm tiền từ YouTube. Bởi vì các bạn biết rồi, những cái video bài học như này cái lượng view nó rất là thấp. Nếu muốn kiếm tiền từ YouTube thì chúng tôi sẽ phải làm phim, làm hài, làm những cái nó rất là hay, rất là nóng bỏng thì cái view nó mới cao, nó mới có tiền. Chứ còn cái này là mục đích là thỏa mãn cái sự đam mê về bán hàng, về kinh doanh, về marketing, digital marketing, tất cả mọi thứ với các anh chị và các bạn nhá. Chúng tôi sẽ có rất 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 nhiều các chủ đề, rất rất nhiều các bài học khác nhau. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.